rời bỏ cái cơ hội kinh doanh này nếu như mất đi niềm tin và mất đi sự lạc quan. Được chưa? Đồng ý các bạn. Trước khi làm Amway thì anh làm nghề gì? Trước khi làm Amway thì anh có một hoạt động kinh doanh về lĩnh vực khóa vân tay. Thế và trước đó thì làm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Điều gì đã khiến anh chọn Amway làm con đường phát triển cá nhân và sự nghiệp của mình ạ? Có thể nói ngắn như này, anh thì đã trải qua rất nhiều các cái vị trí công việc rồi. Từ làm công ăn lương cho đến làm công ăn lương cao cấp, rồi tự mở một cái hoạt động kinh doanh riêng của mình. Thế trải qua rất nhiều các vị trí công việc như vậy thì mình cũng nếm đủ các cái mùi vị của cuộc sống trong công việc, cũng nếm đủ những cái khó khăn, thuận lợi và những cái nỗi vất vả các ngành kinh doanh mà mình đã trải qua. Cũng trải qua là một năm người mà đi qua nhiều cái giai đoạn của Amway, nên là cũng hiểu rất là rõ được những cái thuận lợi, những cái khó khăn và đặc biệt là những cái tiềm năng mà Amway giai đoạn này đang có. Nên là đó chính là lý do mà anh quyết định là quay lại tập trung để phát triển Amway để xây dựng một hoạt động kinh doanh lâu dài, bền vững. Làm thế nào để anh có thể quản lý tốt thời gian giữa công việc kinh doanh Amway và các công việc khác của anh? Thực sự là để mà một người làm được một nhiều việc cùng lúc không phải là điều dễ. Tuy nhiên thì trong Amway thì có một cái môi trường thuận lợi, đó là có được những sự trợ lực, có một cả một cái ekip vận hành. Cho nên là giai đoạn này khi mà anh vẫn còn đang làm công việc truyền thống ấy, thì mình tận dụng tối đa vào những trợ lực và những tuần hoàn của hệ thống để có thể mượn lực, để có thể là phối hợp ngay cả khi mình đang bận. Đó, thì đội nhóm anh chị em vẫn có thể hoạt động phối hợp cùng với ekip vận hành của hệ thống của công ty để mọi công việc có thể vẫn diễn ra theo cái kế hoạch. Làm thế nào anh có thể giữ được cái sự lạc quan trong công việc kinh doanh Amway này ạ? Rất cảm ơn Luân đã dành câu hỏi này với anh. Thì anh nghĩ rằng là sự lạc quan trong bất cứ một ngành kinh doanh nào ấy, dù là công việc làm công ăn lương hay là kinh doanh truyền thống hay kinh doanh Amway, thì cái điều lạc quan và có một cái niềm tin và hưng phấn vui vẻ với công việc nó là cái quyết định thành công. Thế tuy nhiên rằng là đa phần những người làm Amway sẽ thường là gì ạ? Rời bỏ cái cơ hội kinh doanh này nếu như mất đi niềm tin và mất đi sự lạc quan. Thế thì có những cái điều mà giúp anh có được cái sự lạc quan trong cái ngành kinh doanh này, đó là gì? Đầu tiên là gì ạ? Có một cái niềm tin tuyệt đối vào công ty, vào chế độ, vào cái môi trường mình đang làm việc. Và cái điều thứ hai là gì ạ? Tin tưởng vào những người dẫn dắt, những người thầy đã có nhiều năm kinh nghiệm thành công và đã chứng minh sự thành công ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới. Và điều thứ ba là gì ạ? Trọng luôn tư duy rằng là gì ạ? Năng lượng chính là ngân lượng. Vậy thì muốn có nhiều tiền thì việc đầu tiên quan trọng nhất là phải liên tục duy trì được cái năng lượng. Cuộc trò chuyện với anh rất là thú vị. Chúc anh ngày càng thành công hơn trong công việc kinh doanh Amway này. Cảm ơn anh. Xin chào, hẹn gặp lại anh.